Sáng nay, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm chúc Tết lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng tiếp đoàn. Thay mặt Đảng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc gửi lời chúc mừng năm mới, thắng lợi mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2021. Trung tướng Thái Đại Ngọc tin tưởng Đà Nẵng sẽ có bước phát triển mới và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 5 nói chung, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng nói riêng, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm, hỗ trợ phối hợp của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 giúp thành phố hoàn thành mục tiêu kép và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà Quân khu 5 đạt được trong năm 2021. Sự thành công này góp phần cho các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, Bí thư Thành ủy mong muốn Quân khu tiếp tục phối hợp, hỗ trợ giúp các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng hướng đến mục tiêu chung là phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.